làm sai được các bạn. Tôi trân trọng gửi những lời chào tốt đẹp nhất đến toàn thể các bác. Lời đầu tiên thì cho em xin kính chúc các bác có thật nhiều sức khỏe. Và năm nay sẽ là một năm bội thu nhé. Các bác nhìn thấy cây nhãn nhà em cũng khá sai này. Và hôm nay thì sẽ giới thiệu cho các bác về một cái phụ kiện dành cho các bác có thể hái những cái chùm nhãn ở trên rất là cao kia. Đó là những mẫu kéo cắt cành trên cao. Và hôm nay thì sẽ giới thiệu cho các bác về hai mẫu kéo 4m mà bên em đang cung cấp cho các bác. Với dưới dạng là kéo 4m và hạng thế hệ mới nhất nhé các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy đây là hai mẫu kéo này. Mẫu kéo này thì sẽ có 3 lóng này. Các bác nhìn này, 1, 2 và 3. Đấy. Ở đây có một cây kéo mới và một cây kéo cũ. Thì với cái cây kéo cũ này thì các bác hãy quan sát xem là nó khác cái cây kéo mới này ở cái điểm gì nhá. Em sẽ giới thiệu cho bác chi tiết nhất. Đây là cây kéo mới này. Và mỗi một cây kéo mới này khi mà bên em mang gửi đi cho các bác sẽ kèm theo một chiếc lưỡi cưa. Đây chính là chiếc lưỡi cưa mà khi mà em gửi đi cho các bác này. Phụ kiện đi kèm các bác nhé. Để các bác có thể cưa những cái cành cây ở trên cao, ví dụ như to như cổ tay này các bác không cắt được này. Hoặc bằng ngón chân cái các bác cũng không cắt được thì các bác có thể sử dụng cưa để các bác cưa nhé. Đây là một cây kéo mới này. Cây kéo này có thương hiệu quả táo các bác nhé. Các bác nhìn thấy quả táo bên trên này không? Hàng này hàng Đài Loan các bác nhé. Nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan nguyên cây như thế này. Và đây là cây kéo thế hệ mới nhất này. Đấy, sẽ có 3 lóng, 1, 2 và 3, 2 chốt. Đấy. Lưỡi kéo là lưỡi kéo dạng cải tiến mới nhất, đó là lưỡi kéo dài 7 phân. Em sẽ quay sang bên này các bác nhìn rõ hơn. Đây là mẫu kéo dài 7 phân. Còn đây là một cây kéo cũ nhưng mà nó chỉ dài có 5 phân thôi các bác nhé. Đây cây kéo này nhà em đang sử dụng. Nó đã có tuổi thọ đến 5 năm rồi các bác ạ. 5 năm rồi với mẫu kéo này. Nhưng mà lưỡi kéo vẫn rất là sắc. Hàng xóm mượn cắt khắp nơi tung hoành các bác ạ. Đây, đây là mẫu kéo dưới dạng lưỡi 5 phân. Cũng là hàng Đài Loan. Còn đây là lưỡi kéo dài 7 phân các bác nhé. Với lưỡi kéo dạng thép đen. Thép đen thì sẽ chống han rỉ cho các bác cực tốt và chống bào mòn này. Các bác nhìn này. Cây kéo dùng sử dụng 5 năm rồi. Và đây là mẫu kéo mới nhất mà bên em cung cấp với cái thiết kế rất là đẹp của bác nhé. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng một cây kéo mới này khi mà các bác nhận hàng về. Đấy, và thân của cây này nó sẽ bằng nhôm nên là sẽ rất nhẹ khi các bác sử dụng. Đặc biệt thì với những cái cải tiến mới, thêm một cái cải tiến rất là mới nữa, đó là chiếc lò xo ở cái phần tay bóp cò. Đây là cái lò xo, đó là một cái phụ kiện rất là to này các bác này. Để làm gì? Để các bác có thể cắt và giữ cành cây với một cái lực rất là nhẹ khi các bác bóp ở đây. Đấy. Các bác có tuổi một xíu các bác cũng có thể dùng được bởi vì nó không cần mất nhiều sức mà. Các bác phụ nữ hay là các bạn trẻ nhỏ các bác cũng có thể sử dụng được cái mẫu kéo này. Bây giờ thì em sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng. Khi mà các bác nhận kéo về nó sẽ ở trong tình trạng khóa như thế này. Đấy, các bác hãy mở chốt ra giúp em đầu tiên. Đấy là điều kiện đầu tiên để các bác sử dụng kéo nhé. Sau đó thì các bác hãy tăng đến cái chiều dài mà các bác mong muốn. Và muốn tăng được thì các bác phải mở chốt. Sau khi mở chốt xong rồi thì các bác hãy tăng cho em cái lóng ở giữa hay cái đoạn ở giữa này trước này. Bấm vào cái chốt này và tăng lên. Tăng hết cỡ nhé. Sau đó thì các bác nhìn thấy một cái lỗ rất là nhỏ đây. Các bác hãy cho cái chốt này ăn khớp với cái lỗ, nó kêu tạch một cái. Ok. Quay đến cái phần chốt ban đầu. Các bác kéo thật mạnh lên. Kéo dài lên đến đúng cái chiều dài mà các bác mong muốn. Em sẽ sử dụng cây kéo này 4m với hết cỡ nhé. Hết cỡ của nó là 4m. Đấy. Và bắt đầu thì hái nhãn này. Nông sẽ rất là tiện, không những là hái nhãn, hái bưởi, hái mít, hái bơ, chôm chôm các bác hái được hết nhé. Cắt rất là nhẹ thôi. Mà nó không lo rơi dập vỡ, nó không mất giá trị của cây của những cái hoa quả mà các bác hái nhé. Em hái thử cho các bác mấy chùm thôi. Thì các bác nhìn thấy cái cây kéo này nó cắt rất là nhẹ đúng không ạ? Đây là cây kéo hàng Đài Loan. Mà bên em đang cung cấp cho các bác. Các bác nhớ này, nhiều bác là khi lấy kéo về các bác
không biết cách kẹp đâu. Các bác kẹp làm sao mà cái, ví dụ cái chùm hoa quả các bác muốn kẹp lại nó ở phần lưỡi màu đỏ này nhá. Cái lưỡi này thì nó có thể màu đỏ hoặc màu vàng, thì các bác có kẹp thì kẹp ở bên này, nó không rơi. Còn nếu khi các bác cắt ngược, cắt như này nó sẽ rơi trực tiếp. Đây em sẽ bấm thử cho các bác xem. Các bác quay về phần màu đỏ này nhé. Thì đấy là cách sử dụng của cây kéo này. Và mọi thông tin thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em, kể cả về giá cả nha các bác nhé. Kéo này thì bên em sẽ cung cấp cho các bác 3 loại. Loại 4m này, đang cầm trên tay đây là loại 4m, loại 5m và một loại 3m nữa. Thì với cái cây 4m này thì bên em sẽ cung cấp cho các bác giá sẽ là 900.000 đồng. Giá tại thời điểm này, giá nó có thể lên hoặc xuống, thì các bác hãy liên hệ trực tiếp cho em để được mua cái giá tốt nhất nhé. Còn cây 5m sẽ là 1 triệu và cây 3m sẽ là 850.000. Cái giá đã bao phí ship vận chuyển tận nơi. Các bác nhận hàng được quyền mở hàng ra, được quyền cắt thử, sau đó các bác mới phải thanh toán nhé. Và hẹn gặp lại các bác trong những video clip tiếp theo. Rất là mong các bác hãy tiếp tục theo dõi, nhận những thông báo mới nhất từ kênh của bên em bằng cái cách ấn vào nút đăng ký kênh, đó là nút màu đỏ bên góc phải, và ấn 2 lần vào quả chuông để tiếp tục nhận những thông báo mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những video clip sau. Xin chào.